mấy chục năm, 40 năm nay, năm nay mới đến đây. Từ ngày đi lấy chồng nhiều hôm nay về đây. 40 năm rồi. Đâu mà cũng cùng nhưng mà toàn các cụ đi tặng đồ, mình không đi hết. Có người đi thắp hương, có người cô gái lấy chồng về đi. Về thì khác rồi. Chị ăn cỗ thôi. Chị ăn cỗ thôi, năm nào cũng về nhưng mà chị ăn cỗ chứ không xuống. Chứ không xuống đâu, xuống đâu mà có người đi xong đâu rồi. Các cháu gái của cụ này thì có con thì cũng phải đạt. Đấy, cháu gái của cái bà này này. Đấy, con là tới. Nó không khác gì mà. Nhưng mà được chiến. Chiến là ngoại của cụ. Là xem lá số tử vi, ví dụ như thì cô này. Xem lá số tử vi cô này chỉ biết về nhà ông này. Chứ không thể xem lá số của con gái của bác mà biết là đằng chồng nhà nó. Tức là cái cụ này là liên quan đến cái dòng họ nhà của bà. Con là tới. Nếu mà nó mặc nó chứ nó đều quan lại cháu gái đấy mà mặc tiền mà nó thay mặt cái gì mà già nó làm không ai con cháu nhà cái cụ này đấy, cháu phải làm mặc cháu này con em mẫu huyết của họ đúng rồi cụ này không thấy đâu cả cho nên thì cả có vẻ cụ này đi đổ thai rồi sao có cái tên của là chú Quang Vương chú Quang Vương con chỉ thấy không thấy có khí chắc cụ này đi đầu thai những người đi đầu thai là không ảnh hưởng đến con cháu
thì họ đầu thai họ chuyển kiếp sang kiếp khác thôi, không không giúp được con giáo gì. Bây giờ cũng có thể bây giờ đang ở ở một đang sinh sống ở chỗ nào đó, chùa nào đâu đâu không đi đầu thai là đi đầu thai là không đi chùa, không đi chùa không ở chùa. Đúng rồi, tức là những các hình dung như có những người như họ họ mất vài tháng sau họ được đầu thai do phúc của họ lúc còn sống đấy. Có những người thì họ vài năm sống, người vài năm sống, người đến hàng nghìn năm hàng tỷ năm đấy. Nhưng cũng có những người mà hôm trước mất hôm sau đi đầu thai, thì chúng tôi làm được một mà ngay cái lúc mà một tuần đầu để đưa nó lên chùa đấy thì nó cũng đã nhập vào gia đình, nó nói là nó đi đầu thai đấy, nó được tức là nó đủ phước ở trần gian là nó mất nó đi đầu thai luôn. À, những người mà đi đầu thai thì không ảnh hưởng gì đến con cháu, kể cả con đào tung mồ mà ra cũng không ảnh hưởng gì đến con cháu. Cô này đo trừ khí không có, không không thấy có trường chính của cụ đấy, không nhìn thấy gì cả. Nói thế là lắm, gia đình lắm được. Cô này thì không thấy gì, không thấy gì ở đây cả. Tai kiếp à? Làm sao xem?